Hello anh em nha. Đó thì tiếp tục hôm nay cửa hàng xe máy Phương Nam mình lên giới thiệu cho anh em một chiếc Rebel anh em này. Đó, 150 phân khối. Đó, có hai đĩa trước, một đĩa sau anh em nhá. Đó, Rebel 3 đĩa. Đó, dòng này nói chung là xe đang rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Hiện tại con này thì được đăng ký biển 71 Bến Tre anh em nhá. 71B1 đó. 35954. Đó, về phần chi tiết nội thất ngoại thất anh em này. Đó, rất là đẹp anh em nhá. Phanh đĩa sau hai bô chéo luôn này. Đó. Máy móc nói chung là rất là ok luôn. Đó, đề nhẹ cái là lổ anh em nhé. Đó, bình xăng mình xếp xe rất là đẹp anh em nhé. Đây anh em này, đằng trước cũng vậy luôn, hai đĩa trước nha, một đĩa sau đây. Đó, lốp liếc gai là còn rất là dày luôn nha. Đó, có vô đèn led sẵn cho anh em mình luôn rồi. Đó, con này thì được đăng ký từ 2009 đến giờ em nhé. Đó, ghi đông cao. Đó, con này thì bây giờ mình test máy cho anh em nghe này. Đó, đề rất là nhẹ anh em nhé. Mua xe cửa hàng mình rời xe khỏi cửa hàng mình sẽ căn chỉnh làm đầy đủ cho anh em mình luôn nhá. Đó, anh em mình cứ yên tâm. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Rồi anh em nào thiện chí thì cứ alo cho mình. Rồi,